Kính thưa quý vị, trong cái đoạn trước, trong cái bài trước chúng ta đã nói đến cái phần mà người da trắng xem người da màu là súc vật. Thứ nhất là họ xem người bản địa là súc vật, rồi sau đó đó thì họ lại ra cái sắc luật công nhận người bản địa không là súc vật để rồi họ không những không giết và bắt làm nô lệ nhưng mà lại họ đổi ra là họ phải cứu rỗi họ, tức là họ cải đạo đó. Đó là cái hai đoạn mà chúng ta đã đọc tới đó. Thì chúng tôi xin đọc phần tiếp. Đầu tiên, họ không cho rằng người da màu có linh hồn mà chỉ như thú vật, nên khi chém giết người da màu để cướp đất, cướp của cũng chẳng khác người nông dân Việt Nam lấy lửa, hun khói đốt tổ ong để lấy mật. Người đốt tổ ong còn nhân đạo hơn người Kitô giáo cướp châu Mỹ. Họ chỉ xem như họ đi săn thú, săn chim, đánh cá, săn bắt được càng nhiều càng tốt. Thú vật được Thiên Chúa tạo ra để phục vụ con người, giết thịt hay bắt súc vật làm nô lệ, chả khác nuôi chó mèo, nuôi bò ngựa là chính đáng được viết trong Kinh Thánh. Chính vì vậy, Columbo bắt, tức là Columbus, bắt trẻ con da đỏ làm thịt nuôi chó xanh của ông ta. Thậm chí ông lạm sát trẻ con đến mức độ các bà mẹ đẻ con ra là tự bóp mũi cho con chết rồi đem chôn. Không nhẫn tâm để con mình làm món hamburger vào bụng chó của Columbo. Đây chính là quan điểm mấu chốt khiến ta hiểu vì sao người da trắng Kitô giáo khi đi xâm lăng, tha hồ, cướp của, giết người, bắt nô lệ và nếu có thể thì tiêu diệt toàn bộ thổ dân cùng với các nền văn minh nơi họ đặt chân đến mà không một chút cắn rứt. Ở đây chúng ta có thấy có cái hình ông Columbo và người da trắng giết người và cho những con chó của họ ăn. Theo Eric Kasum, nhà sáng lập tổ chức Image Institute, từng là cây bút viết diễn văn cho Tổng thống George Bush, cũng là cộng tác viên đầy uy tín của các báo danh tiếng như Los Angeles Times, New York Times, CBS News, đã viết trên Huffington Post bài báo tựa đề Columbus Day, chấm cho hỏi, Legacy, Cruelty and Slavery, rằng nếu Christopher Columbus còn sống đến ngày nay, ông ta chắc chắn phải bị đưa ra trước tòa án quốc tế về tội diệt chủng, y hệt như người ta dẫn độ và xét xử Saddam Hussein, như theo các sử gia nêu trên nhận định. Tội ác khát máu của Columbo kinh khiếp đến nỗi nếu so sánh với Saddam Hussein, thì đồ tể Saddam chỉ thu nhỏ lại như con cá Mori thật lu mờ. Eric Kasum đã làm nhục Saddam Hussein khi so sánh ông ấy với Columbo. Nếu tội của Columbo chỉ là một, như Eric Kasum lên án, thì tội của người Kitô da trắng là 1.000 lần đáng nguyền rủa hơn, vì Columbo chỉ là con chó nhỏ do nữ hoàng Isabel the Catholic được lệnh của giáo hoàng Alexander VI thả ra ngoài biển. Ngoài ra, chúng ta không thể quy trách tội của Columbo mà quên đi rằng ông ta chỉ làm tướng tiên phuông, còn biết bao chinh tướng Kitô da trắng đi sau ông, kể cả con trai ông là Diego Colón, đã liên tục trong năm thế kỷ, thế hệ này sang thế hệ khác, đến đây bóc lột danh bản địa như thế nào. Ngòi bút của Eric Kasum còn cho ta biết thêm, viết lại trong nhật ký, Columbo kể rằng họ là tức là thổ dân Arawak, đẹp người, nhanh lẹ và tử tế. Ông ta còn ghi thêm rằng người dân Arawak hiền lành, có đặc điểm rất vị tha, bác ái. Họ sẵn sàng hiến tặng, chia sẻ với bất kỳ ai và khi được yêu cầu giúp đỡ thì họ không bao giờ từ chối. Người Arawak không có vũ khí, xã hội của họ không có tội phạm, không có nhà tù, cũng chẳng ai bị giốt tù. Tâm hồn họ bác ái đến nỗi Columbo ghi lại trong nhật ký rằng ngày mà con tàu Santa Maria bị đắm thì dân Arawak đã hết mình lao lực hàng giờ để cứu giúp thủy thủ đoàn cùng hành lý. Người dân bản địa lương thiện đến nỗi không một vật gì bị thiếu sót. Nhờ nhật ký của chính Columbo, ta được biết rằng tại châu Mỹ, lúc chưa được ánh sáng văn minh Kitô giáo chiếu rọi, chính là một cõi thiên đường chan hòa phúc âm phi Kitô, mà cho đến nay với học thuật và thông minh của thế kỷ 21, chúng ta có nằm mơ cũng không tìm đâu ra một nơi trên trái đất tràn ngập minh triết và hạnh phúc đến như thế. Cảm thấy Columbo là một vết nhơ cho nước Mỹ,
Eric Kasum đã mạnh dạn hô hào Hoa Kỳ hủy bỏ ngày lễ hàng năm tưởng niệm tên đồ tể khát máu này. Hãy làm cho chúng ta sạch sẽ, hãy nói lên sự thật về Kalun Bố, hãy tẩy chay ngày lễ ô nhục này bởi vì nó vinh danh một kẻ sát nhân hàng loạt. Xin mở ngoặc ở đây vì sao tôi gọi đoàn quân của Kalun Bố là đoàn quân Kitô giáo. Xin thưa, Kalun Bố và hầu hết người Tây Bồ vào thời ấy luôn nghĩ rằng họ đang mang sứ mạng phục vụ Thiên Chúa, đem thánh giá đến những nơi chưa biết danh ngài. Lúc ra đi họ không nghĩ có thể đánh chiếm và thu hoạch nhiều lợi nhuận quá dễ dàng tại những nơi họ đặt chân đến. Kalun Bố từng nói, nhân danh Chúa Ba Ngôi, hãy cho chúng con luôn bán được nhiều nô lệ. Đó là chưa kể chính giáo hoàng Alexander VI cắt mặt đất làm hai, ban cho hai vương quốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha như đã được trình bày ở trên. Ngày nay, dấu tích văn hóa Kitô giáo thập ác vẫn còn lưu lại trên hầu hết các lá cờ như cờ Anh, cờ Thụy Sĩ, cờ Phần Lan, cờ Na Uy, cờ Thụy Điển, cờ Hy Lạp, cờ Argentina, ngay cả dấu chữ thập đỏ, hồng thập tự và chữ thập xanh, pharmacy đều phát xuất từ sự thống trị xã hội của Kitô giáo tại Âu Châu, cho rằng mọi cứu trợ bệnh tật nhân đạo đều đến từ ân sủng của Thiên Chúa. Một số quốc gia Ả Rập phản đối biểu tượng thống trị này đã gọi chữ thập đỏ của họ là trăng lưỡi liềm hay bánh croissant đỏ. Đề mục thứ hai, tự cho là văn minh thượng đẳng. Thứ đến, khi giáo hội ra sắc chỉ thừa nhận thổ dân cũng là con người, thì người da trắng vẫn tự cho mình là giống người thượng đẳng. Supremacy đi khai phóng cho loài người thấp kém, và họ đã sử dụng cây thánh giá, sự cứu rỗi như một vũ khí văn hóa. Khí văn hóa, đề nghị mang tính nhân ái của linh mục Bartolome de la Casa còn nghìn lần nguy hiểm hơn những vụ tàn sát không thương xót. Vì lưỡi gươm không tạo ra được số người cải đạo và chịu cúi mình làm tay sai, cầu xin ân huệ của quân cướp nước. Chính nhờ cây thập giá, thanh gươm ẩn hình, bản hiệu thương xót cứu rỗi của Chúa mà tầng lớp tay sai, chó săn mới được nuôi nấng huấn luyện, và tầng lớp bán rẻ dân tộc, bán rẻ cha ông và truyền thống để cầu vinh này đã quay lại cắn giết chính bà con ruột thịt của mình, như lũ người bỏ đạo ông bà sang thờ phụng cây thập giá người Việt, và nhờ đám ưng khuyển Việt này mà Pháp chiếm Việt Nam. Alistair Hennessy đã dùng từ Indian Allies để chỉ cho lũ ưng khuyển thổ dân Mỹ bán rẻ quê hương của họ. Nhưng tôi thương cảm họ hơn đám ưng khuyển Việt gian, vì họ hoàn toàn yếu đuối tuyệt vọng trước quân thù, quá khôn ngoan với vũ khí hoàn toàn ưu việt. Thậm chí họ còn không có vũ khí bằng kim loại, theo sự quan sát đầu tiên của Kalun Bố, vì họ đã sống nghìn năm trong niềm tin yêu, tình làng nghĩa xóm, chưa hề có chiến tranh, trong khi người Việt đã từng trải chiến tranh khắp chốn, kể cả mặt biển, đã quen với kháng chiến, đã luôn dũng mãnh ngoan cường, chống lại bất kỳ thế lực ngoại xâm nào. Đưa ra yếu tố này cho thấy bọn Việt gian không đứng trước một tình trạng bắt buộc phải hợp tác với Pháp như thổ dân châu Mỹ, vì sống còn phải khuất thân làm nô lệ cho bọn Kitô da trắng. Giám mục Duginier từng khoe khoang về công lao bán nước của người Công giáo Việt Nam bằng câu nói trứ danh như sau: không có các giáo sĩ và giáo dân thì người Pháp cũng giống như cua bị bẻ gãy hết càng. Duginier đã nói lên sự thật về những nhà truyền giáo từ thế kỷ Kalun Bố về sau: không có các giáo sĩ và giáo dân thì không ai có thể biến một đất nước rộng lớn với hàng triệu người dân thành một chuồng cừu, chuồng chiên nô lệ cho Chúa và cho đế quốc được. Hãy tưởng tượng Việt Nam là gì nếu chúng ta không chiến thắng quân Pháp tại Điện Biên Phủ. Cho nên không thể tách rời khái niệm Chúa ra khỏi khái niệm đế quốc. Tất cả các thuộc địa của Âu Châu đều sử dụng cây thập ác làm ngọn cờ tiên phong, và nhân danh cây thập ác sở hữu chủ kẻ tân tòng đã khiến bọn họ quay mũi gươm thọc vào cổ họng nhà nước bản địa trong những cuộc chiến tranh nhân dân tử vì đạo. Không nhà nước nào trong thời kỳ chiếm lĩnh thuộc địa không ngã gục với chiến lược tử vì đạo. Triều Nguyễn ngày xưa bị Pháp siết cổ bằng dây thòng lọng mênh côi. Kháng chiến quân Đinh Công Tráng bị quân Pháp thọc cây thánh giá vào yết hầu, chết không kịp dãy giụa. Cuộc chiến của lý tưởng tử đạo này vẫn còn đang tiếp diễn tại Việt Nam, giữa nhà thờ Công giáo và nhà nước Cộng sản. Hai bên vẫn đang gườm nhau và vờn nhau bằng chiến tranh văn hóa nhân dân, một thứ du kích chiến thời đại mà khẩu hiệu là hòa bình, đoàn kết, nhân ái, yêu thương, lòng Chúa thương xót, phép lạ của Đức Mẹ, v.v.
càng giấu kín súng ống và các động thái bạo động càng chiếm được ưu thế chiến lược. Nhà nước Việt Nam có vẻ như đang rơi vào thế bị động, tay vợt bên kia lúc thì đánh chéo góc phải, lúc chéo góc trái, lúc bỏ nhỏ, lúc đánh mạnh vào hậu cần, đã khiến nhà nước bao sân hụt cả hơi, có lúc phải sang tận Vatican để điều đình năn nỉ. Khổ nổi, chiến tranh kiểu bán quân sự này thì Kitô giáo là vô địch, vì vũ khí là sự gian ngoan, giảo quyệt, đánh lén, nằm vạ, nằm vùng, đút lót, mua chuộc, mỹ danh, mỹ ngữ. Nhà nước luôn là kẻ cầm quyền và công giáo luôn thủ vai kẻ đối lập. Kẻ đối lập luôn có lợi thế hơn kẻ cầm quyền. Nhà nước sợ công giáo đến nỗi chưa hề dám đụng đến bất kỳ một linh mục công giáo nào. Dù linh mục ấy ngang nhiên treo cờ ba sọc, ngang nhiên lên án bôi nhọ Hồ Chí Minh và trắng trợn đòi giật sập lăng mộ Ba Đình. Sự sợ hãi này có thể được hình dung bằng hình ảnh con chim thường được gọi là kinh cung chi điểu, sợ ná đến nỗi không dám đậu lên cành công. Cho nên khi đụng phải vụ thiền am bên bờ vũ trụ thì nhà nước lại sợ bị tố cáo là đàn áp tôn giáo, nên vụng về phó mặc cho các giá trị văn hóa lừa bịp gian manh được tha hồ thăng hoa, làm bại hoại đạo đức và xã hội. Xin mở một dấu ngoặc ở đây để nói về vị linh mục Ngụy Nhân Đạo Bartolome de la Casa. Ông là thủy thủ dưới trướng của Nicola de Ovando, một tay chân đắc lực của đồ tể Kha Lương Bố. Khi Kha Lương Bố bị bãi nhiệm thì chính de Ovando thay thế chức vụ tổng chỉ huy. Tội ác của tên này chỉ có hơn chứ không kém Kha Lương Bố. De la Casa sở hữu đất đai lãnh chúa theo diện Encomienda như tôi đã đề cập bên trên tại vùng đất mà ngày nay là Haiti, Cộng hòa Saint Dominique. Sau này ông trở về Tây Ban Nha hối hận những tội ác đã làm nên đi tu theo dòng Đa Minh. Khi được thụ phong linh mục, De La Casa trở lại qua Mỹ để giảng đạo, làm tuyên úy trong quân đội của Diego Colón, con trai Kha Lương Bố. Tên này sau này làm đến chức phó vương, thống đốc. Chính sách tàn ác của giáo hội công giáo được ghi lại trên Wikipedia thời kỳ này như sau. Cùng năm đó, nhà luật học Juan Lope de Palacio Rubio đã viết ra văn bản Requirimiento, một văn bản mà theo ông cho phép người Tây Ban Nha được quyền chiếm đoạt đất đai của người da đỏ vốn đã được giáo hoàng ban thưởng cho vương triều Tây Ban Nha. Người da đỏ phải thừa nhận giáo hội, nếu họ từ chối thì có thể ép buộc đức tin của họ bằng sắt hay bằng lửa. Ép buộc đức tin bằng sắt hay bằng lửa là thủ đoạn mà từ khi con cháu Constantine đưa Kitô giáo lên làm quốc giáo của đế quốc La Mã, toàn thể Âu Châu bị cải đạo bằng phương pháp này. Số nạn nhân của thời kỳ đầu phải nói là vô kể, chưa tính vào đó số nạn nhân người Kitô nguyên thủy bị tàn sát vì không chấp nhận các nguyên tắc mới của Kitô Roma. Một người trưởng thành châu Á có thể chẳng biết Dark Age, thời đại đen tối là gì, nhưng trẻ con Âu Châu biết ngay đó là thời kỳ đen tối kéo dài từ thế kỷ thứ tư và chấm dứt bằng thời đại tỉnh thức Age of Enlightenment cuối thế kỷ thứ 18. Trong gần 1.500 năm đó, bóng tối bao phủ khắp Âu Châu vì những luật lệ tàn ác và khắc nghiệt của giáo hội La Mã. Con người sống trong đêm đen, suy tư và kiến thức đều do giáo hội dẫn dắt và áp đặt. Chỉ cần sai một ly so với những quy định của giáo hội thì bị thủ tiêu hoặc bị đưa ra tòa án dị giáo xét xử. Galilei và Bruno Giordano là hai tấm gương điển hình. Ngày nay giáo hội luôn đưa các nhà khoa học linh mục như Nicola Copernic, George Lemaître, Gregor Mendel ra chưng trong tủ kính để khoe hù thiên hạ, nhằm ngụy trang và tránh né chuyện các triết gia, nhà khoa học bị giáo hội cho người thảm sát, giết chết trên giàn hỏa hoặc cầm tù cho đến chết. Có rất nhiều khoa học gia, triết gia bị giáo hội phân thây hay thiêu sống. Tôi không đi sâu chi tiết vào đề tài này, nhưng có một vài nhân vật cần được kể ra bên dưới. Hypatia, Jane Hus, Pietro D'Abano, Roger Bacon là những trí thức khoa học gia bậc nhất xã hội nằm trong số bị giáo hội tàn sát mà ít người biết so với hai nhân vật Galilei hay Bruno Giordano.
Ai muốn xem giáo hội giết những nhà khoa học như thế nào thì lên mạng truy cập sẽ tường tận hơn. Ở đây tôi đặc biệt giới thiệu đôi chút về trường hợp nữ khoa học gia trứ danh Hypatia, có lẽ là người nữ đầu tiên bị thảm sát, gây chấn động nhất lịch sử. Tiên khởi là do bản chất khát máu và hèn hạ của vụ án. Thứ đến vì Hypatia là một phụ nữ hội đủ các yếu tố để được ngưỡng mộ, nên Wikipedia và sách báo có rất nhiều thông tin và hình ảnh đẹp của cô, do hậu thế tôn thờ ái mộ mà vẽ ra. Hình ảnh về cái chết ấy còn gây thương cảm trong tôi hơn vụ hoa sen trong biển lửa khi Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để bảo vệ đạo Phật, vì đóa hoa Hypatia không những đẹp như một hình tượng nữ hoàn hảo mà còn là biểu tượng cuối cùng còn sót lại của văn hóa Hy Lạp, nên cái chết ấy đã đánh dấu sự khởi đầu đêm trường Trung Cổ Dark Age của đế quốc La Mã và Âu Châu mãi đến thế kỷ thứ 18. Hypatia là một triết gia chuyên dạy về triết học Platon, Aristotle và văn hóa Hy Lạp ở Alexandria khoảng năm 370, thời La Mã chiếm đóng Ai Cập và Do Thái. Ngoài triết học, cô còn dạy thiên văn học và hình học. Cô rất được kính trọng cả về học vấn lẫn đạo đức vì sự nghiệp trí thức và có lẽ tìm không ra đối tượng tương xứng. Cô đã không lập gia đình, nên dù rất đẹp và nhiều người ngỏ lời tán tỉnh, cô vẫn từ chối. Nếu cần hình ảnh người nữ trinh thánh thì tôi bầu cho Hypatia làm thần nữ đồng trinh chứ không phải là Maria. Cô bị tổng giám mục thành phố Alexandria là Cyril chủ mưu thảm sát một cách man rợ trên đường về nhà, và người thi hành mật lệnh giết cô là Pierre, một thầy dòng cuồng tín. Pierre và đám côn đồ Kitô chặn người thiếu nữ danh yếu tay mềm đánh đập tàn nhẫn, xé toạc áo quần rồi lôi sền sệt thân thể trần truồng mong manh của cô trên đường phố đến ngôi nhà thờ gần nhất, dùng mẻ sành hay vỏ sò lăn trì cô cho đến chết. Sau khi cô chết, chúng chặt cô thành nhiều khúc, chất thành đống rồi thiêu. Nhà thần luận uyên bác John Toland người Anh đã sử dụng hình ảnh vụ tàn sát mang rợ này trong phần 3 của cuốn Tetradimus xuất bản năm 1720 để chống lại Kitô giáo vào thế kỷ thứ 18. Bằng giọng văn bút chiến, ông viết như sau: Hypatia, hay là câu chuyện về người phụ nữ đẹp nhất, thanh khiết nhất, học thức nhất và hoàn hảo nhất về bất kỳ phương diện nào, đã bị bọn nhà thờ Kitô giáo ở Alexandria xé xác ra từng mảnh nhỏ để làm hài lòng cho sự kiêu ngạo, sự tân công và sự tàn ác của tổng giám mục của họ, như thường lệ được liệt vào hàng thánh nhưng bất xứng thánh vượt cấp Cyril. Sử gia Công giáo Socrates le Scholastic, cũng được gọi là Socrates của Constantinople hay là nay là Istanbul, sống cùng thời với Hypatia, viết trong lịch sử một vụ như sau: Tại Alexandria có một phụ nữ tên là Hypatia, con gái của triết gia Theon, người đã làm một tiến bộ vượt bậc trong giới khoa học, là đã vượt qua nhiều triết gia đồng thời, chuyên dạy về hai trường phái Platon và Plotin. Số người không đếm xuể tụ tập tranh nhau đến nghe cô thuyết giảng. Bằng vào sự tự chủ và tinh thần thích ứng một cách dễ dàng trong việc phát triển văn hóa, cô không ngại việc thường xuyên xuất hiện trước công chúng, trước mặt các quan cai trị. Cô cũng không cảm thấy e ngại với việc một mình đứng giữa đám đàn ông, chẳng mắc cỡ hay mặc cảm gì với họ, khiến tất cả mọi người đều kính phục cô. Trước khi ra lệnh giết Hypatia một năm, Cyril cho tàn phá toàn bộ các đền thờ Do Thái giáo tại Alexandria, được Wikipedia ghi lại như sau. Năm 414, giám mục Cyril cho đóng cửa toàn bộ đền thờ Do Thái tại Alexandria, tịch biên toàn bộ gia sản của người Do Thái và đuổi họ ra khỏi thành phố. Orestes, vị cảnh sát trưởng người La Mã bản thân của Hypatia vừa mới cải đạo sang Công giáo, cảm thấy bất mãn những hành động của Cyril và đã gửi một tường trình gay gắt lên hoàng đế. Để đáp trả lại phản ứng của Orestes, Cyril cho giáo dân nổi loạn với mục đích giết chết Orestes, nhưng Orestes không chết. Vị cảnh sát trưởng này đã cho bắt Ammonius, người cầm đầu cuộc nổi loạn, là thầy dòng tay chân của Cyril, tra tấn và đánh chết trước công chúng. Cyril muốn phong thánh tử đạo cho Ammonius, nhưng giáo dân thành Alexandria không chịu. Họ
Họ cho rằng Ammonius không chết vì Chúa mà chết vì hành động côn đồ. Cuộc gây hấn giữa vị người đại diện cho vua và tổng giám mục bắt đầu từ đó. Chẳng may, Hypatia được mời làm trung gian để hòa giải, nhưng Cyrene từ lâu đã ganh ghét uy tín của nữ triết gia, đã tìm đủ cách để hạ bệ uy tín của cô và cuối cùng cho người giết cô một cách dã man như đã kể. Quan cảnh đấu đá tại Alexandria cuối thế kỷ thứ tư, đầu thế kỷ thứ năm cho thấy công giáo La Mã ngang ngược và tàn bạo đến cỡ nào. Lúc đó, họ chỉ đuổi người Do Thái ra khỏi thành phố, nghĩa là họ còn rất nhân đạo, nhưng sau này, lúc mà không ai còn có thể theo đạo khác trong toàn lãnh thổ La Mã, thì người Do Thái hay bất kỳ giống dân khác đều bị ruồng giết nếu không chịu cải đạo. Do vậy mà giáo hội luôn tự hào rằng Kitô giáo chinh phục Âu Châu vào thiên niên kỷ thứ nhất, chinh phục Phi Châu và Mỹ Châu vào thiên niên kỷ thứ hai, và giáo hoàng Phaolô II di chúc phải bằng mọi giá chinh phục trọn Á Châu, đặc biệt là Trung Quốc vào thiên niên kỷ thứ ba, tức bắt đầu từ thế kỷ 21 trở về sau. Tàn ác là như vậy, tổng giám mục Cyrene đối với cái nhìn của giáo hội như thế nào? Ông được phong thánh của cả hai giáo hội chính thống và La Mã. Giáo hội làm lễ kỷ niệm ông hàng năm như Hoa Kỳ kỷ niệm ngày Khao Lương Bố. Ông lại được giáo hoàng Leon XIII phong làm bác sĩ thần học năm 1882. Được Benedict XVI tán dương là Thánh Cyrene của Alexandria là một nhân chứng không mệt mỏi và vững chắc cho Đức Kitô là lời Chúa nhập thể. Rồi đến nhân vật thứ hai sau Hypatia phải kể là Jan Hus. Jan Hus là một linh mục công giáo Roma. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại Tiệp Khắc năm 1372. Ông là người thông minh đỗ thạc sĩ tại Đại học Prague năm 1396 và được phong hàm giáo sư năm 1400. Năm 1401 làm khoa trưởng nhưng chỉ được một năm thì bị bãi chức. Ông chịu ảnh hưởng của John Wycliffe, chủ trương đổi mới giáo hội, đưa ra nhiều bài giảng tố cáo những sai lạc của giáo hội và ước mong cải cách. Ông chủ trương trở về thời kỳ các tông đồ sống thanh khiết, gian khổ và nghèo khó. Ông ủng hộ lập trường của John Wycliffe, phê bình nghiêm khắc bí tích thánh thể uống máu và ăn thịt Chúa, phản đối kịch liệt việc bán vé lên thiên đàng indulgence của giáo hoàng nhằm kiếm tiền để gây quỹ cho thánh chiến. Ông cũng chủ trương giáo hội không nắm quyền, mà tất cả quyền bính đều trao lại cho thế tục. Ông được hưởng ứng rất đông, được giới quyền quý ủng hộ nồng nhiệt. Phong trào thiên niên, Movement Millenarist, trỗi dậy vào dịp này, cho rằng đã sắp đến ngày tận thế phán xét vì hiện tượng chống Chúa xuất hiện với nhiều sai trái xảy ra trong giáo hội, theo như lời tiên tri của Gian 1, đoạn 2, câu 18-19. Các con yêu dấu ơi, thời kỳ cuối cùng gần đến rồi. Các con đã nghe rằng kẻ thù của Chúa cứu thế đang đến, và hiện nay có nhiều kẻ thù của Chúa cứu thế đã xuất hiện. Vì thế mà chúng ta biết nay là thời kỳ cuối cùng. Những kẻ thù ấy từ chúng ta mà ra, nhưng họ vốn không thuộc về chúng ta. Vì nếu họ thuộc về chúng ta, thì họ đã ở với chúng ta, nhưng họ đã bỏ đi, chứng tỏ rằng họ chẳng hề thuộc đoàn thể chúng ta. Đạo Chúa có lá bài úp từ những câu kinh thánh loại này, sẵn sàng đưa chiếc nạ Antichrist bằng sắt ra đỡ đạn khi giáo hội bị mang tiếng, sẵn sàng đưa khuôn mặt khác của Thiên Chúa là Satan ra và rút hết xấu xa ô nhục vào đó. Nguyền rủa Satan là kẻ thù của Thiên Chúa nằm ngay trong giáo hội. Tin báo ngày phán xét sẽ sắp đến, một ngày phán xét được Giê-xu loan tin sẽ xảy ra ngay khi các tông đồ còn sống. Nhưng cho tới nay vẫn chưa hề xảy ra. Khi mọi việc đều trở lại bình thường, thì chiếc nạ Satan cũng sẽ được nhẹ nhàng luồn vào túi áo rộng. Jan Hus nghiễm nhiên biến thành người tiên phong của phong trào cải cách. Ông đi trước Martin Luther hơn thế kỷ và bị trước phép thông công, rồi bị xử án dị giáo và bị thiêu chết trên giàn hỏa. Vụ án này được John Paul II tuyên bố là sai lầm của giáo hội, và đã xin lỗi với nước mắt cá sấu như thường lệ của tòa thánh Roma. Xin lỗi để được danh tiếng, chứ chẳng phải để thực tâm sửa đổi. Còn rất nhiều, nhưng bài viết này không cho phép đi xa hơn để nói về Roger Bacon.
một khoa học gia về nhiều mặt, từ vật lý đến hóa học và cả thiên văn học. Cũng là tu sĩ công giáo Roma, ngày nay ít ai biết, bị tàn phế sau 15 năm tù đầy đọa thân xác. Toàn bộ các tác phẩm bị cấm đoán, khi ra tù chỉ là để ngã gục vì cạn kiệt. Hình ảnh Roger Bacon được một trí thức Pháp viết như sau: ông thầy tu này ít được biết và đã bị ngược đãi một cách tàn nhẫn suốt cuộc đời, lại là khuôn mặt khoa học lớn của thời đại Trung Cổ. Đó là thiên tài lớn nhất và đầy đủ nhất đã xuất hiện tại Âu Châu trong một thời đại dài. Trở lại với đề tài chính của chúng ta về lòng nhân đạo của linh mục De La Casa thời Kha Luân Bố. Theo danh biểu Lorenz Courtorey, người Canada, thì De La Casa không hoàn toàn cho rằng người Indians là con người mà chỉ là human-like, tức là giống con người thôi. Giả thiết De La Casa thực sự có lòng nhân ái như được tài liệu công giáo ca tụng thì ông phải bỏ đạo công giáo, lên án giáo hội, có thể dùng cái chết để phản đối mới đúng là bậc thánh, đem thân mình làm đốt sáng để thức tỉnh lương tri của người Kitô giáo da trắng. Đằng này mồm ông hô to khẩu hiệu không nên cưỡng bức lao động, phải chung sống và cùng làm việc với người da đỏ, tìm cách cải đạo họ bằng vài cử chỉ vút ve dụ dỗ, nhưng quân đội Tây Ban Nha mà De La Casa phục vụ vẫn bắt hại người bản địa, cướp đất đai của họ, bắt họ làm nô lệ miễn phí đến chết để phục vụ cho đế quốc Tây Ban Nha và cho giáo hội. Trong cuốn Bury My Heart at Wounded Knee, là chôn trái tim tôi tại Wounded Knee, hai tác giả sử gia Dee Brown và Hampton Sides xuất bản năm 1971 đã đưa ra những nhận xét như sau: khi hai giống dân, người da đỏ bản địa Mỹ Châu và người da trắng Kitô giáo Âu Châu giao lưu lần đầu tiên, nhóm người thứ nhất cởi mở, đặt niềm tin vào nhóm người thứ hai. Họ nghĩ rằng nếu họ thỏa mãn những đòi hỏi của con người Âu Châu thì mọi người có thể cùng nhau chung sống trong sự hòa bình, hạnh phúc. Người Âu Châu lại nghĩ rằng người da đỏ không có linh hồn và do vậy người da đỏ không phải là người, tin rằng thổ dân châu Mỹ không phải là người. Người Kitô giáo da trắng biện minh được cho mọi sự bất công và bất bình đẳng của họ đối với thổ dân qua ánh nhìn lịch sử. Xin nghe tiếp bài số 3.